Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không khí xây dựng đường bê tông tại xóm Xuân Mai, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn khẩn trương, rộn rã. Trên 2 km đường giao thông, khu vực đông dân cư của xóm sẽ hoàn tất trước Tết. Nhân dân cảm thấy là cái đợt này hỗ trợ xi măng hoang mái của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chất lượng rất tốt. Làm là kệ cậu máu, nhanh. Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, cắt giảm đầu tư công, thì chương trình hỗ trợ xi măng của công ty cổ phần xi măng Vinsem Hoàng Mai có ý nghĩa, góp phần làm thay đổi diện mạo của các địa phương trong tỉnh. Riêng tại huyện Nam Đàn, trước đây, vẫn còn nhiều tuyến đường thôn xóm chỉ bằng đất đá, cấp phối, này đã được xây dựng bê tông khang trang hơn. Sau khi có cái chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, thì các xóm đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngay cống, rồi là cát sàn, thì là tập trung là hoàn thành cái tiêu chí giao thông. Đồng hành với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ ban đầu, chủ trương được khởi xướng, Vinsem Hoàng Mai đã cung cấp hàng trăm nghìn tấn xi măng phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình giao thông nông thôn, hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh hàng chục nghìn tấn xi măng để góp phần hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đối với cái công ty xi măng Hoàng Mai thì là họ kịp, nói chung là các cái nhu cầu họ cấp kịp thời cho xi măng cho huyện. Ngoài ra thì xi măng Hoàng Mai còn hỗ trợ một số xã, cho một số xã vay xi măng. Sự giúp đỡ xi măng Hoàng Mai rất là quan trọng và cũng góp phần cho cái việc xây dựng thương hiệu cấp huyện. Xác định trách nhiệm không chỉ cung cấp sản phẩm đủ kịp thời mà còn đảm bảo chất lượng trước áp lực nguồn nguyên liệu đầu vào liên tục tăng giá. Chính vì vậy, công ty cổ phần xi măng Vinsem Hoàng Mai liên tục đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, số hóa trong tiêu thụ. Nhờ vậy, chất lượng sản phẩm đảm bảo và có giá cạnh tranh. Lượng là đảm bảo theo cái tiêu chí kỹ thuật về đường giao thông bê tông nông thôn. Như vậy để góp phần để hoàn thiện trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, 19 tiêu chí và 76 nội dung về tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nghệ An đang phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có một huyện đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh sự nỗ lực của các địa phương thì sự hỗ trợ, đồng hành của công ty cổ phần xi măng Vinsem Hoàng Mai sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh sớm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.